Thưa quý vị, ngày 3 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 22 tháng 11 năm Quý Mão, tại chùa An Lạc, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã trang nghiêm cử hành lễ Húy Nhật lần thứ 34, cố Hòa thượng Thích Hành Sơn khai sơn chùa An Lạc. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Hạnh Nghiệp, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, trụ trì chùa Pháp Bảo, Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự, kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài thành phố Hội An, cùng môn đồ đệ tử và Phật tử các đạo tràng. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức ôn lại cuộc đời đạo hạnh của cố Hòa thượng Thích Hành Sơn, niêm hương tưởng niệm và cầu nguyện giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc. Theo tiểu sử, Hòa thượng Thích Hành Sơn sinh năm Mậu Thân 1908 tại xã Tam Thái, huyện Phú Ninh. Ngài là vị giáo phẩm sống trong thời buổi chiến tranh ác liệt, vẫn luôn nỗ lực hoằng pháp lợi sanh. Trong khoảng 30 năm tu học và hành đạo, Ngài đã trùng kiến và xây dựng 5 ngôi chùa, một cô nhi viện An Hòa tại Quảng Nam. Hòa thượng Thích Hành Sơn cùng các vị chư tôn đức khác đã thành lập chùa An Lạc tại trạng định cư Thanh Đông vào năm 1966. Đầu năm 1989, xét thấy mình tuổi cao, sức khỏe yếu dần, Hòa thượng đã về đảnh lễ tổ, đi thăm viếng các ân nhân, thăm hỏi đệ tử, sau đó an nhiên thị tịch vào ngày 22 tháng 11 âm lịch, trụ thế 83 tuổi, 28 hạ lạp.